Xin chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ dịch bài trên VOA. Ung thư thì đang tăng dần, nhưng nó không phải là một cái án tử hình. Tổ chức Y tế Thế giới đã báo cáo rằng ung thư đang tăng dần trên toàn thế giới. Nhưng nó nói rằng là cái phương pháp phòng ngừa ung thư có thể cứu sống hàng triệu người đang chịu đựng ung thư trong 10 năm tới. Tờ báo cáo đã xuất bản vào thời gian là ngày ung thư thế giới, ngày 4 tháng 2. Trong khoảng năm 2010, gần như mỗi nước trên thế giới đều tăng về số lượng bệnh nhân ung thư. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã báo cáo rằng một trong sáu người sẽ phát triển ung thư trong cái cuộc sống, trong cái thời gian sống của họ. Ít nhất 10 triệu người sẽ chết từ bệnh mỗi năm. Nếu cái xu hướng hiện tại vẫn còn tiếp tục, WHO báo động những cái trường hợp ung thư mới sẽ tăng khoảng 60% trong năm 2040. Ở những nước có thu nhập thấp và trung bình, họ sẽ tăng khoảng 80%. Andre Bawi là kỹ thuật viên trong cái điều hành ung thư. Anh ấy nói rằng hơn nhiều người đang chết từ ung thư ở các nước nghèo bởi vì là họ thiếu những cái dịch vụ và phương pháp hạn chế ung thư, nơi mà cái mà ở cái đất giàu có. Bawi đã nói thêm rằng là cái sự hạn chế những căn bệnh không có giá cao. WHO cho rằng, anh ấy giải thích và chỉ ra cái sự đầu tư về dịch vụ ung thư. Chính phủ đã cứu đến 70 triệu người vào năm 2000, đã cứu 7 triệu người trong khoảng năm 2030. Và nó có giá là 2,7 đô mỗi người ở các nước có thu nhập thấp và 8,15 đô mỗi người ở các nước có thu nhập trung bình khá. Và nó là một phương án khả thi, feasible. WHO nói rằng ung thư không phải là một cái án tử hình, mà đó là cái sự phòng ngừa, đó là cái sự làm việc của sự phòng ngừa. Elizabeth Wildebas là một cái người quản lý của cái đơn vị quốc tế trong nghiên cứu ung thư. Cô ấy nói rằng có cái sự tiến bộ tuyệt vời trong nghiên cứu phòng ngừa và điều trị ung thư. Những cái phương pháp đó thành công và đã cứu đến mạng sống của những người mà đáng ra họ phải chết. Wildebas nói rằng cái chính sách phòng ngừa có thể làm việc một cách thức mạnh mẽ, và nó có thể giảm không những là số lượng ung thư và tỷ lệ chết, mà còn là cái sự bất bình đẳng về xã hội và kinh tế trong những trường hợp ung thư. Một ví dụ về mỗi chính sách, cô ấy nói rằng đó là sự giảm tiếp xúc với các nguyên nhân gây ung thư của những người công nhân. Ví dụ khác là cái phương pháp hạn chế sử dụng thuốc lá, vaccine chống lại những cái tác nhân nhiễm ung thư, và cái sự kiểm tra ở những cái giai đoạn sớm của ung thư. Trong báo cáo đó, WHO đã mô tả một cái danh sách phương pháp chứng minh
chứng minh để giúp cho cái sự phòng để giúp cho cái sự phòng ngừa những cái trường hợp ung thư mới. Ví dụ như là họ đã lưu ý là cái thuốc lá liên quan đến bệnh và nó phản và nó cái responsible là và nó liên quan đến 20% cái sự và nó liên quan đến cái sự 20-25% cái chết từ ung thư. Sự quyết định không hút thuốc, nói cách khác là nó sẽ tiết kiệm hàng tỷ đô la và hàng triệu người. WHO nói thêm rằng một vaccine chống lại cái viêm gan B có thể phòng ngừa được ung thư gan. Nó đánh dấu một cái nó chú ý một cái vaccine khác chống lại HPV, chống lại HPV, một cái virus mà lây nhiễm qua đường tình dục, và nó là gần như là phòng ngừa được cái ung thư cổ tử cung.